Trời giáng tai họa. Nguy rồi ông cố ơi. Có người đến đòi nợ đó. Cậu nói gì? Đòi nợ hả? Phải. Chà, tụi giết xấu như vậy, họ giết những gì? Họ nói ông chú thiếu nợ không trả. Thiếu gia đâu? Mau kêu nó ra đây. Ông chú... Nói sao? Mấy đêm liền không thấy ông chú về nhà ngủ. Mau động viên con cháu họ Trần đi bắt nó về cho tao. Trên trời mông như chim liền cánh. Ồ. Dưới trần ước được cây liền canh. Theo em nghĩ, bây giờ tán gái không ai dùng loại thơ cũ như vậy nữa đâu. Nên dùng thơ của Từ Chí Ma. Bây giờ là tán gái đâu phải đánh bài đâu mà bài cũ như bài mới. Em đang nói nhà thơ. Thơ của ông ấy lãng mạn lắm. Nè, ý như câu này. Tôi ra đi với bước chân nhẹ nhẹ, cũng như tôi đến với bước chân nhẹ nhẹ. Tôi vẫy tay nhẹ nhẹ để tạm biệt đám mây trên trời. Wow, bà xã. Nếu nói về động tác thì đẹp không thể tả luôn. Nhưng mà em cho anh hỏi nha, bây giờ mấy tán gái chưa tán được đã bỏ đi theo người ta rồi, liệu có nhanh lắm không? Theo mẹ nghĩ, cách của tụi con đều vô tác dụng. Đứng trước một cô gái nói những lời dư hơi có được gì đâu. Nên trực tiếp hơn hát cho cổ nghe, như vậy mới rung động chứ. Không biết chứ gì. Nè, nghe nè. Yeah. I love you more than I can say. Sao vậy ông chú? Mấy người làm như vậy không có được đâu. Hả? Họ không được thì đúng rồi. Còn đơn ca là biệt tài của tôi. Bà xui à. Nếu có thể làm như vậy á thì tôi đâu có cần tốn thời gian đến tìm các người. Các người nên biết rằng mục tiêu lần này của tôi á là một người đẹp sống ở trên sông và chiếc xuồng đó đậu xa bờ. Cho dù có hát cỡ nào á, cô ấy cũng không nghe thấy đâu. Huống hồ cha mẹ của cô ấy rất là hung dữ. Nếu họ biết tôi ra tay tán con gái của họ thì họ nhất định sẽ ra tay ngăn cản. Ê, làm sao biết cha mẹ của họ sẽ ra tay ngăn cản? Thì đương nhiên là tôi biết rồi. Mấy ngày qua tôi không về nhà, ngày nào cũng đứng ở bên bờ sông theo sát chiếc xuồng đó. Tôi nắm bắt rõ tẩy của họ mà. Vậy thì ông làm được rồi, tại sao nhờ chúng con? Mày ông này do chồng con bày ra, muốn hỏi thì hỏi nó đi. Vậy là về, nếu giao cho chúng ta, nếu làm hỏng việc cũng không liên quan đến ổng, không ảnh hưởng đến uy tín của ổng. Trần Thôn Chủng, vậy là ông kêu chúng tôi đóng vai ác, lợi dụng chúng tôi hả? Mẹ không nên nói như vậy. Mẹ quen đóng vai ác rồi, lần này được nhận thù lao, 2 đồng tiền bạc. Ông xã, anh hứa giúp miễn phí ông chú mà. Về phần với mẹo là miễn phí, còn 2 đồng tiền bạc là khoản chi cơ bản. 8 tỷ. Chúng ta vô phòng nghỉ ngơi con. Dạ. Không nên nhỏ mọn như vậy. Bà Xui à, không nên nhỏ mọn như vậy. 2 đồng tiền bạc tôi giao trực tiếp cho bà. Ngoài ra tôi đưa 2 đồng tiền khen thưởng nữa. Ông không chê đâu được. Hiểu rõ ý tôi. Ông biết sở thích riêng của tôi đó là đóng vai á. Ông chú khoan ngồi đã. Đứng dậy đi. Ông đi ăn cướp hả? Lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Đương nhiên không phải ăn cướp rồi. Nè, mấy ngày trước tao gặp tên Long Khùng ở Võ Thiên Lý. Nó cứ nhét tiền cho tao mượn. Tao thấy lãi suất thấp, cho nên tao mượn hơn 10 đồng tiền bạc để dằn túi vậy mà. Tiền của Long Khùng mà ông không dám mượn? Đúng vậy, có vấn đề gì không? Tất nhiên là có vấn đề rồi. Long Khùng và con vợ của hắn Phụng Khùng nổi tiếng điên sản lắm. Họ hay chế nhạo người ta. Ông mà dây tiền của họ thì rắc rối cho ông đó. Ông mau trả cho họ đi. Có gì phải sợ chứ. Hôm nay tới đáo hạn nè. Lát nữa tao sẽ trả cho họ cả vốn lẫn lời. Con hai, nguy rồi. Có chuyện gì quả hốt như vậy? Thịt heo lại lên giá hả? Ông cố ra lục thân truy sát lệnh đó. Hả? Cậu nói lệnh gì? Lục thân truy sát lệnh là lệnh truy sát hàng đầu của Trần gia chúng tôi. Tính đến giờ cha tôi chỉ dùng có 2 lần mà thôi. Lệnh này nghiêm trọng như vậy sao? Tất nhiên là nghiêm trọng rồi. Những ai bị truy sát bằng lệnh này khẳng định đã phạm trọng tội, phản nước phản nhà, hoặc là nghiêm trọng hơn làm tổn hại uy tín và tài sản của gia tộc. Nếu bị bắt được hả, đánh 10 trận mới đưa đến từ đường xét xử đó, không có giỡn đâu. Các à, chúng ta đi thôi. Dạ. Ông chú đi đâu vậy? Náo nhiệt như vậy tất nhiên là phụ bắt người rồi. Bắt được người đó đánh đến khi nào mỏi tay rồi phun nước miếng vào mặt của nó luôn. Vậy ông càng không nên đi. Sao vậy? Người bị truy sát là ông mà. Hả? Tôi? Tụi mày che cho kín đó nghe. Đã phát ở lục thân truy sát lệnh rồi. Tất cả những ai theo họ Trần đều được phép đánh tao á. Nè, cậu hai à, chúng ta giúp ông chú như vậy có tội không cậu? Không có.
nhưng giúp miệng tát miệng, tiếp tay chặt tay thôi. Chà, nguy hiểm vậy sao? Nè, ông phải trả thêm lương cho chúng tôi đó. Nè, cái thằng trợ bị này, hả? Cậu lợi dụng thời cơ để tăng giá sao? Mà tôi cho cậu biết nha. Cậu còn đòi hỏi nữa, tôi bỏ cậu vô nồi chè. Hai người đừng cãi nhau nữa. Nhìn kìa. Hả? Ai viết những câu này? Bên đây có, bên kia cũng có, ngoài đường cũng có đây. Hèn gì ông cố ra lệnh bắt ông về cũng phải. Hey, đúng là tức chết mà. Cái thằng Long khùng đó, tao mượn của nó hơn 10 đồng tiền bạc thôi, tao có nó không trả đâu. Có cần phải bêu xấu tao vậy hay không? Hey, cậu không biết hai vợ chồng Long khùng khùng hay sao? Phương Đường Kính. Đúng vậy. Cậu to gan thiệt đó. Hả? Hỏi hai vợ chồng Long khùng mượn nợ, cậu có biết họ khùng hay không? Họ không cần tiền lãi, họ chỉ muốn làm cho người ta tan nhà nát cửa thôi. Cách đây mấy năm á, ông chủ Mã của Võ Đức Nguyện mượn của họ, tôi nhớ không lầm là 50 đồng tiền bạc. À đúng rồi đúng rồi. À, sau khi trả nợ cho họ xong còn bị họ lên án, nào là ông già mất sức, tiền không có, bệnh tật đầy mình, vợ đang mang thai, không có đồng xu dính túi. Sau đó còn trốn nợ, thuê tiệm không tiền trả, người làm bỏ đi hết, thê thảm nhất ở trên đời ha. Không biết nên tính sao, sau cùng chỉ biết nhảy xuống sông để trình diện Diêm La Vương rồi chống án với lại Long Vương. Hả? Đúng là quá đáng mà. Tất nhiên rồi. Ê nè, cậu muốn mượn tiền thì gặp tôi. Không chỉ lãi suất thấp mà chúng tôi còn giữ bí mật cho cậu nữa. Đúng vậy, hai người ta tan nhà nát cửa cũng không ai hay biết. Ông chú à, ông mau tìm cách trả nợ cho họ đi. Nhanh hay chậm không thành vấn đề đâu. Bây giờ ông cố nhờ người đi thỏa thuận với Long Khùng, chúng tôi chuẩn bị đến đó xem sao. Cậu có hứng thú không? Đi xem trình giá các cậu sa sút đến chừng nào. Đi đi đi. Long Khùng, thật ra con tôi đã mượn của cậu bao nhiêu tiền vậy? Tại sao tôi phải cho ông biết? Đâu phải ông mượn của tôi đâu. Tôi trả giùm nó có được không? Tất nhiên là không được. Con người tôi đâu vào đó, người nào vay người đó trả, không liên lụy đến người khác. Nhưng mà cậu trồ dán giấy khắp nơi, cậu bêu xấu con trai tôi, xem thường trần gia chúng tôi. Tôi trả nợ thay nó, cậu lại không chịu. Ngô quyền trưởng à, ngài nghĩ đây là đạo lý gì chứ? Nói cũng đúng, cha của cậu ấy đã chịu trả nợ rồi, cậu hãy nhận lấy cho rồi đi. Ngô quyện trưởng, ngài nói như vậy là sai rồi. Có lý nào người con làm lỗi bắt người cha phải chịu tội? Chẳng lẽ người con giết người, người cha bị chém đầu sao? Đúng đó đúng đó ông Trần à. Không lý nào người con làm sai người cha phải chịu tội. Nó nói với cậu vậy có nghĩa là cậu tiếp tục bêu xấu trần gia chúng tôi rồi. Tôi sẽ quát cửa, có thể bước ra khỏi cửa này hay không? Chúng tôi sợ quá à. Quyện trưởng, ngài nghe thấy rồi đó, ông ấy ngang nhiên dám đe dọa chúng tôi kìa. Nè, sau này chúng tôi có mệnh hệ gì á, ngài nhớ bắt ông ấy về xét xử trước. Đất lộn ruột ba, bộ tôi sợ cô hả? Bình tĩnh, đừng có ồn ào. Ông Trần ngồi xuống, còn cô về chỗ đi. Nè Long Khùng, phải làm như thế nào cậu mới chịu dừng tay? Đừng nói là tôi không thông cảm cho ông. Tôi chỉ cần một tờ giấy. Một tờ giấy là giải quyết xong sao? Chỉ cần ông Trần viết bản cảm ơn ha. Viết rõ Trần gia từng nhận ân huệ của Long gia chúng tôi, để tôi mang về treo giữa đại sảnh. Như vậy coi như xong rồi. Tôi cho cậu biết nè, cậu đừng có mơ, tôi đâu có mang ơn của cậu. Hả? Không chịu à? Được, vậy tôi dán từ võ nhân lý đến võ đức lý, rồi đến võ thiên lý. Cứ dán lên tỉnh thành. Còn đúng là hiếp người quá đáng mà. Phải, ông làm gì chúng tôi, đánh chúng tôi đi. Đúng rồi, đánh chúng tôi đi. Yeah. Kẻ nào mà cười gớm ghiếc quá vậy? Bột xuyển hả? Ác là ai vậy? Phương Trạng Sư, ông chủ Lôi, chắc ông cũng đến rồi hả? Hay quá. Ê, Ngô Quyền Trưởng. Không có, chúng tôi đến xem tuồng thôi à. Phải, sẵn đến xem coi có ai mất mặt không. Sẵn đó cười ủng hộ chơi. Được, được. Cha, đồ ăn hại, con chủ về rồi sao? Sĩ diện của Trần gia bị con bôi trôi trát cháu rồi. Cha à, con đâu có ngờ chuyện là như vậy. Cũng tại mấy người hết á. Long Khùng, tôi hỏi gia cậu ít tiền thôi có quỵt nợ cậu không? Huống hồ hôm nay mới đáo hạn, cậu có cần phải đòi nợ gấp như vậy hay không hả? Giấy nợ này đã ghi rõ, hôm nay là phải trả nợ. Hôm nay là lúc nào? Bắt đầu từ giờ tí thì tính là hôm nay rồi. Đến giờ tí chúng tôi được phép đòi nợ. Được rồi, tôi không muốn nói nhiều với cậu. Vậy bây giờ tôi trả được chưa? Tất nhiên là chưa, chúng tôi chưa giỡn đủ. Trừ khi các người viết bản cảm ơn đi. Phúc, lại giấy cho tôi. Ông cứu à, ông
có đứa con như con, không chết sớm mới la đó. Vậy phải xoay sở tình thế thôi. Cát à, mày có cách rồi hả? Trần Mộng Cát, anh đòi binh ông cố anh sao hả? Không phải, tôi sợ cậu mang họa vào thân cho nên đến đây xem. Tôi có làm sai chuyện gì đâu. Tất nhiên là làm sai rồi. Tự anh đã nói, qua khỏi giờ tí thì tính hôm nay. Hôm nay phải trả nợ, có tiền không trả thì xem như cố tình không trả tiền. Đúng vậy. Nhưng giờ tí có người nhìn thấy anh đứng ngoài đường viết chữ. Vậy thì sao? À đúng á. Vậy là nguy cho anh. Tôi và ông chú tôi đến nhà trả nợ cho anh đúng vào giờ tí. Hả? Có chuyện vậy sao? Tôi thấy ông báo canh làm chứng cho anh nên tôi làm chứng cho ông chú của tôi. Nhà tôi không biết anh đến trả nợ. Ông cố đâu có biết anh đến nhà đòi nợ đâu. Ông chú tôi dây tiền mắc mới gì đến người nhà của ông ấy. À, quyền trưởng à. Có. À, tôi muốn thỏ giáo ngài à. Nếu như tôi hỏi ngài cho mượn tiền, tôi mang tiền đến trả cho người làm của ngài thì có được hay không? Mượn của tôi trả cho người làm không được. Được rồi. Nếu tôi muốn trả tiền cho ngài, có phải nên mang đến nhà trả cho ngài hay không? Đương nhiên phải đến nhà của tôi rồi. Vậy là ngài biết chắc tôi mang tiền đến nhà trả cho ngài, nhưng ngài lại bỏ đi. Tôi không tìm gặp ngài để trả tiền, có thể xem như có tiền không chịu trả hay không? Không thể, không thể. Nếu vậy, ông chú tôi có thể xem như mượn tiền cố tình không trả không? Đương nhiên là không tính rồi. Nếu ông chú tôi không phải mượn tiền cố tình không trả, vậy hai người này có thể xem như cố tình vu khống hãm hại người tốt hay không vậy? À. Anh chúng tôi ạ. Trần trạng sư à. Nhưng mà vậy phải có bằng chứng mới được. À, bằng chứng hả? Đang dán đầy đường. Đúng rồi. Cậu cố tình vu khống hãm hại người tốt. Chúng tôi đâu có. Căn cứ vào luật pháp phán 6 tháng tù giam. Vậy sao? Sao lại giả được? Rõ ràng là lúc người ta đang đến nhà trả nợ, các người lại bỏ ra ngoài viết chữ. Viện trưởng đại nhân, có thể cho chúng tôi miễn tù không? À, tôi có cách khác nha. Đền tiền 20 đồng tiền bạc. Ê, đến lượt tôi nói rồi. Họ bôi nhọ uy tín của tôi, trực tiếp ảnh hưởng đến tương lai của tôi. Tên Trần Thôn chúng tôi hả? Đương nhiên phải hơn 20 đồng tiền bạc rồi. Không, là 20 đồng thôi. Một chữ 20 đồng tiền bạc. Nay ở ngoài đường có hơn 1000 chữ, tự anh đếm đi. Tôi đoán cướp. Thì anh cứ lựa đi. Một là ngồi tù, bằng không thì đền tiền. Viện trưởng đại nhân, chúng tôi đâu có nhiều không tiền. Không có mà. Vậy sao? Vậy tùy ông cố có tha cho mấy người hay không? Ai cần tiền của các người? Bây giờ tôi cho các người một con đường để đi. Trong một canh giờ, các người phải lau sạch hết những chữ mà các người đã viết. Sau đó về nhà viết bản cam kết để tôi dán trong nhà sĩ. Nếu không, cho dù các người đền tiền, tôi cũng bắt các người ngồi tù chứ thôi. Ông cố à, ông Trần Mộng Cát anh giỏi lắm, chúng ta đi về. Đi đâu vậy? Đi lau cho sạch đó, đồ ngốc, về cũng hỏi được, đi mà. Đi mau lên, đang tính giờ đó. Chắc à, mai là có mày. Con đó nghe. Chà, mượn tiền thôi, chỉ là chuyện mâu thuẫn với tiền bạc. Đâu phải chuyện phóng hỏa giết người đâu, có cần chửi con dữ dội như vậy hay không? Bắt đầu từ hôm nay, con phải đến cô hàng tàu bến cảng để làm việc. Chà nói cái gì? Bến cảng á hả? Ôi, tại sao bên cảng lại thuê toàn là nam, không thuê nữ vậy làm vậy? Cậu hai. À, ráng làm việc đó nghe. Dạ. Thấy kia mày nghèo, ráng chịu thôi. Mấy cậu cũng vậy, ráng làm việc nha. Ê, cậu hai, cậu đến rồi hả? À, anh là ai? Tôi là Quý nè. Năm nào tôi cũng đến nhà chúc Tết ông cố đó. À, thì ra là đầy tớ. Sao tôi nhớ nổi? À đúng rồi, cha tôi kêu tôi đến đây để tuần tra đó. Anh không cần căng thẳng như vậy. Lấy ghế qua cho tôi ngồi, rồi đi kêu điểm tâm cho tôi. Uống xong ly trà tôi đi ngay. Dạ, cậu ngồi chơi đi. Nè, anh muốn chết sao? Ông chú à, ông cố có dặn ông đến đây để làm việc chủ cũng như tớ thôi. Ngồi ăn chung một mâm, tối nằm nhà kho, không có ưu đãi gì đặc biệt hết á. Còn nữa, một ngày ông kiếm không đủ một đồng tiền bạc, không được đi khỏi bến cảng nửa bước. Phía trước có vẻ sẵn làng trắng rồi. À Phúc, làm người có nên làm căng như vậy không? Ông cố dặn vậy mà. Anh kia. Vậy, dạ cậu hai. Qua kia lấy hai gói hàng cho tôi vác tượng trưng là được rồi. À, cậu hai, à, chuyện là gì? Ở đây vác một gói hàng được 5 văn tiền. Một đồng tiền bạc bằng 1220 văn tiền. Có nghĩa là cậu phải vác 244 gói hàng á. Hơn 200 gói hàng. Cậu hai, chuyện đó đơn giản thôi. Vậy là một gói rồi. Thôi, thấy chưa? Như vậy mới có 5 văn tiền sao? Ở đây em cố trả vậy là cao rồi. Còn kho hàng khác trả có 3 văn tiền thôi à. À. Các à,
Bây giờ là lúc mày thể hiện lòng hiếu thảo rồi đó. Mày đưa cho hắn một đồng tiền bạc ha, kêu hắn phát lương cho tao, vậy tao có thể bỏ đi được rồi. Ông chú à, ông thấy con đứng hoàng mà không nói tiếng nào hết, chắc ông cũng biết con bó tay rồi. Ông cố dùng đến lục thân đoạn tuyệt lệnh, nói rõ con cháu họ Trần không ai được phép giúp ông. Kẻ nào giúp ông bị trút xuất khỏi Từ Đường. Sau này hả, ông cố chia heo quay sẽ mất phần luôn. Gầy cấn tới như vậy sao? Trần Bì ông chú à, có tên cho ông gọi rồi, tôi cũng theo họ Trần đó. Ông chú à, không nên tốn sức nữa để giành giác hàng còn hơn. Ông cố đã dặn dò rồi, phải do ông đi kiếm về mới tính à, còn người ta cho ông không tính đâu. Dạ, dạ giỏi lắm. Lên dài. Dạ. Dạ. À, trời ơi. Ông chú à, ăn trưa đi. Ngon quá nè. Làm gì vậy? Hai người có lòng thành thuê tôi đối phó với Trần Mộng Cát hay sao? Không chỉ có Trần Mộng Cát, còn ông cố, vợ ổng, con ổng và còn à, nói ngắn gọn thôi, thủ tiêu cả gia tộc họ Trần. Wow hả, cậu cũng bạo gan lắm đó. Trải qua chuyện lần trước còn dám đụng chạm với Trần Mộng Cát hay sao? Do đó chúng tôi mới nhờ Phương Trạng Sư giúp đỡ. Phương Trạng Sư à, tôi biết trong võ nhân quyện này chỉ có ông đủ khả năng giúp tôi thôi. Vậy tại sao khi không hai vị lại tìm tôi để đối phó với hắn? Xưa nay chỉ có lông khùng này chế nhạo người ta thôi. Lần trước tôi nghĩ ra cái mẹo quá hay để triệt phá Trần gia, nào ngờ không thể đánh gục họ, nào ngờ tôi lại mất mặt. Ông nghĩ tôi có thể bỏ qua được sao? Sau khi tôi đi tỉnh về á, ngày nào cũng nghĩ cách để đối phó hắn, nào ngờ không nghĩ ra được. Do đó tôi nhờ ông giúp đỡ, giúp tôi nghĩ ra một mẹo hay để đánh gục hắn. 100 đồng tiền bạc này là của ông. Một trăm đồng tiền bạc. Tôi thấy hai vị nghiêm túc đến như vậy, tôi sẽ giúp hai người một mẹo hay. Nè, đó là khổ dục kế. Mau đi con à, còn phải hút thuốc cho cha con nữa đó. Mẹ, đã lâu con không có lên bờ, cho con lên thái đi. Ai da. Trời ơi, sao sơ ý quá vậy? Con ơi, anh để tôi lượm. Cẩn thận, anh đừng có đụng vào cái của tôi mà. Nè, đừng mà. Trời ơi, trơn dữ vậy. Cẩn thận. Nè, trời ơi, cẩn thận. Cuối cùng tôi đã bắt được rồi, nó còn sống đó. Anh giúp tôi bắt lại con cá, nhưng mà đè chết hết mấy con kia rồi. Trời ơi, vậy thì nguy. Thiếu mất mấy con cá, làm sao đủ tiền hút thuốc cho cha con. Cá chết bán không ai mua đâu. Tôi không có cố ý đâu. Để tôi đền tiền cho con nghe. Bỏ đi mẹ, anh ấy đâu có cố ý. Mẹ biết, nhưng còn mình của cha con á. Không sao, tôi lập tức mang tiền về cho cô. Anh về gì? Không phải, chú Quý. Cậu hai chuyện gì vậy? Tôi có bao nhiêu tiền lương vậy? Cậu hả? 50 văn tiền. Đưa hết cho tôi đi. Nếu cậu lấy lúc này phải tính lại từ đầu á nha. Tôi nói sao cứ làm vậy đi. Được rồi, cùng lắm tính lại từ đầu thôi. Ở đây có 50 văn tiền, cô cầm lấy đi. Trời ơi, 50 văn tiền, cho dù bán luôn con cá này cũng phải thêm vài chục văn tiền mới đủ mua thuốc. Không sao, tôi còn tiền mà. Giao cái này cho tôi. Chắc lên da tôi luôn, chắc hai gói luôn. Giác nổi cậu hai. Được mà, tôi sẽ cố hết sức. Chắc lại đi. Nổi không? Chắc còn chưa. Rồi buông tay ra đi. Ây trời, mệt chết luôn Thôi đừng chắc lên nữa. Tôi chịu hết nổi rồi, tha cho tôi đi. Đừng la lớn, bộ ông muốn cho bọn họ nghe thấy hay sao? Cát à, không ngờ mày lại có tình có nghĩa như vậy. Mày đến thăm tao, mày không sợ cha tao biết sẽ dùng gia pháp để trừng trị mày hay sao? Tất nhiên là sợ rồi, nhưng không còn cách nào khác, tại mẹ ông kêu con đến tìm ông. Sao mày lại nghe lời mẹ tao vậy? Ông tưởng con muốn vậy sao? Ông quên rồi hả? Trong Trần gia thôn chúng ta, ngoài mật lệnh ông cố ra còn có mật lệnh của bà cố. Đúng vậy, mật lệnh bà cố chuyên dùng để khắc chế mật lệnh của ông cố đó. Mẹ ông kêu con đến hỏi ông,
Tại sao lại vì cô gái đó mà làm nhiều chuyện khờ dại như vậy? Số tiền mà ông vất vả dành dụm được mang ra xài hết trong một lần. Bộ ông không muốn mang về nhà hay sao? Mày không có hiểu đâu. Bây giờ mẹ ông cho ông một con đường sống. Sáng mai kêu xe lên tỉnh thành tạm tránh mặt một thời gian. Chờ khi ông cố bớt giận rồi á, ông mới được quay trở về, ông biết chưa? Nè, cậu hai, có người đến. Tiểu ngư cô nương. Tiểu ngư cô nương, đi đâu tối vậy? Tôi đến đây để tìm anh đó. Vậy chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi ha. Ngồi đi. Nè, ngồi đây nè. Vừa rồi tôi ngồi trong thuyền, tôi thấy anh đang nói chuyện với ai đó ở trên bờ, cho nên mang canh cá lên cho anh. Cảm ơn anh sáng nay đã đưa tiền cho tôi đi hút thuốc. Vừa rồi tôi nhìn thấy có hai người nữa mà. Họ là hai tên dư hơi đến đây hỏi tôi mượn tiền, bị tôi tấm cổ đi vậy rồi. Nè, đây là chén canh cá do chính tay tôi nấu, anh uống đi. Uống đi cho nó. Cảm ơn cô nghe. Tôi nghĩ anh không phải là người bản xứ. Sao cô lại nói vậy? Tất nhiên rồi, nếu anh là người bản xứ thì anh đâu có ăn mặc giống như vậy. Ngoài ra anh không có nhà cửa, phải ngủ lại ở trong kho. Đó là gì vậy? Tôi cũng không biết giải thích làm sao nữa. Thật ra tôi giàu lắm đó. Tôi nghĩ sau này anh sẽ giàu có lắm. Anh hai, anh tốt bụng như vậy cho nên cần phải đề phòng những người ở đây, nhất là tên khốn kiếp Trần Thôn Chủng. Trần Thôn Chủng? Tên khốn đó cứ đứng ở trên bờ rình rập tôi. Cách đây mấy ngày còn kêu người lên thuyền của tôi để biếu quà nữa. Cha tôi biết ngay là họ có ý đồ xấu, cho nên đã đuổi họ đi khỏi. Hôm nay hắn còn cho người đuổi chúng tôi đi khỏi bến cảng này nữa. Thật sao? Có chuyện như vậy hả? Tất nhiên rồi. Nhưng mà cha tôi thề là không bao giờ đi khỏi đây, để xem họ có thể làm được gì chúng tôi. Đúng rồi, cho tới bây giờ tôi vẫn chưa biết tên anh. Tên của tôi là... Ông tên Trình Tiểu Đông, cô gọi ảnh bằng anh Đông được rồi. Anh nói bạn của anh đã đi về rồi mà. Khuya rồi tôi phải về đây. Anh hai, tôi xin phép. Cô cẩn thận nghe, đường tối lắm á. Còn nhịn gì nữa, cô bỏ đi rồi. Chết rồi, không ngờ cổ lại ghét Trần Thôn Chủng tới như vậy. Cho nên vừa rồi con liền đặt tên giả cho ông. Nếu cho cậu biết tên ông là ai, ông đừng hòng thoát nạn. Còn vừa giúp ông nữa nha, ghi sổ, ông ấy nợ tôi một đồng tiền bạc. Lỡ sau này cô ấy biết tao là Trần Thôn Chủng thì sao đây? Ông chủ ơi, chuyện sau này cứ để sau này tính đi. Bây giờ nghĩ cách chạy trốn còn hơn á. Bây giờ không muốn bỏ trốn nữa. Dù sao thì tiểu ngư cô nương cũng là cô gái đầu tiên mà tôi thật sự quen biết trong cái lúc đói khổ. Dù muốn dù không tôi cũng phải tiếp tục phát triển, không chừng sau này có thể ra qua kết trái. Nè, bây giờ ông nói ông đòi ở lại đó nha. Đừng để lúc xảy ra chuyện đổ thừa con không giúp ông. Trần Bì, đi. Đúng rồi, mày biến giùm tao đi, đừng để người ta phát hiện đó. Không được ôm cô ấy, ôm cái chén của cổ cũng được. Con nói sao? Nó ngang nhiên vì cô gái làng chài mở lại làm cu ly sao? Phải thôi bà cố. Con thấy ông ấy rất sẵn lòng ở lại đó làm cu ly luôn. Thằng đó chẳng làm được cái gì đâu. Ngồi đi. Biết bao nhiêu cô không chọn là chọn cô gái làng chài. Dạ. Con không cần nói nữa. Giờ rồi con đi tìm Trần Thôn Chủng, ông đã biết hết từ đầu tới cuối rồi. Con cũng bạo gan lắm đó. Kể cả mệnh lệnh của ta con cũng dám chống lại. Con đã làm trái với gia quy của tổ tiên rồi. Con có tin ta mang bà dì của cha con ra khỏi từ đường hay không? Ông cố à, không phải lỗi của con đâu. Con chỉ làm theo mệnh lệnh của bà cố thôi mà. Đúng vậy, là ý của tôi đó. Vậy được không? Bà xã, sao bà hay chống đối tôi vậy? Tôi không muốn nói nhiều. Bây giờ cô gái đó cũng thương Thôn Chủng nhà mình, Thôn Chủng cũng thương cô gái đó. Tôi sẽ đi tìm bà Mai. Phải tranh thủ lo cho xong chuyện này. Không chừng sau khi Thôn Chủng nhà mình đã lập gia đình rồi, biết lo làm ăn đó. Ông cố à, vậy bây giờ nên làm sao? Tất cả đều do con gây ra. Con về nhà chờ tin của ta đi. Ê, tiểu ngư cô nương. Tiểu ngư cô nương, mới đi bán cá hả? Đúng vậy, nhưng hôm nay chợ ế lắm, bán còn dư hai con. Ý, hay là để tôi nấu canh cho anh ăn nha. Hả? Tiểu ngư, xuống đây mau. Dạ, tối nay anh nhớ chờ tôi nha. Cát à, mày công khai đến tìm tao,
Mày không sợ tai mắt của cha tao phát hiện ra mày sao? Rút lui hết rồi, bây giờ không còn tai mắt gì hết. Ông cố cho chúng tôi tới báo cho ông biết ngay, ông có thể về nhà được rồi. Vậy sao? Nhưng mà tôi phải chờ đến tối, tại vì tiểu ngư cô nương hứa với tôi tối nay nướng cá cho tôi ăn. Trời ơi, ông về gặp cha ông trước, sau đó mới quay lại đây vẫn còn kịp. Vậy cũng được. Vậy là vui rồi, rốt cuộc cả gia đình mình có thể ngồi ăn chung bữa cơm gia đình. Ngồi đi, ngồi đi. À, phải rồi chú à. À, nay ông cố đã tha lỗi cho ông, ông mau qua kính rượu đi. À, đúng rồi, đúng rồi. Cha, con đã biết lỗi rồi, sau này con xin chừa hả cha. Thôi được, con biết nhận lỗi là tốt. Sau này cố gắng làm một người hữu dụng. Dạ. Từ bỏ cuộc sống ăn không ngồi rồi chơi bời lêu lỏng, làm toàn mấy chuyện gì đâu không mà. À, dạ cha, cha muốn nói gì con cũng hiểu hết á. Chúng ta ăn cơm trước đi. Chị Ngọc Hân, mau mang thức ăn lên và bới cơm cho tôi đói bụng lắm rồi. À, con à, không cần nôn nóng như vậy đâu. Trong lòng con nghĩ gì mẹ đều biết rõ cả. Con muốn tranh thủ ăn cho xong rồi đi tìm vị cô nương đó phải không? Mẹ, sao mẹ lại biết vậy? Mẹ không chỉ biết, mẹ còn nhờ bà Mai đi hỏi cưới nữa đó. Hả? Bà lấy danh Trần Gia đi hỏi cưới hả? Chẳng lẽ dục Lý Gia sao? À, ý của con không phải như vậy, tại con cảm thấy ngạc nhiên thôi. Tại vì... đúng vậy, quả nhiên là ngạc nhiên đó. Cha mẹ, con ăn xong rồi. Nè, nhưng cha mẹ chưa ăn miếng nào, con đi đâu mà vội như vậy? Ông xã à, anh còn nhớ Phương Đường Kính và chúng ta sao không? Tất nhiên là nhớ rồi. Trước hết là kiếm người gây hấn với hắn, rồi giả vờ cho hắn đánh chết. Như vậy hắn hiểu lầm mình đã giết người, bắt hắn bồi thường và xin lỗi. Sau cùng anh sống lại, khẳng định Trần Gia phải chịu bó tay thôi. Anh nhớ đó. Nếu anh dụ được hắn, nên đưa cây đặc chế này cho hắn. Cho dù hắn đập anh mạnh tay cỡ nào, anh cũng không sao hết. Anh biết rồi. Ê, Trần Mộng Cát chẳng là cái gì của anh hết. Ủa, Trần Thông Chủng kìa, đi theo coi sao. Ừ. Ê cậu hai, tôi dậy đến đây có chuyện gì? À, tôi không rảnh trả lời cậu đâu. À, tiểu ngư cậu nương, cậu đến rồi hả? Anh là anh Đông hả? À. Sao anh lại ăn mặc như vậy? Có người bạn đãi ăn, cho nên tôi ăn mặc cho chu đáo một chút đó mà. Anh ăn mặc đẹp như vậy đi dự tiệc, chắc là bạn của anh giàu có lắm. Vậy là anh đã ăn no rồi? Chưa có ăn, kể cả món khai vị tôi cũng chưa ăn nữa. Tôi để dành cái bao tử để ăn món cá của cô á. Lần sau anh đừng có dạy như vậy nữa. Anh đã đưa phong lì xì thì phải ăn cho no bụng chứ. Nếu hôm nay anh ăn no rồi, ngày mai tôi có thể làm tiếp cho anh ăn. Cô có thể làm cho tôi ăn mỗi ngày hay sao? Tôi cũng muốn lắm, nhưng mà chưa chắc đã được. Anh không biết thôi, tên Trần Thôn Chủng đó xấu xa lắm. Sáng nay hắn nhờ mẹ của hắn đến gặp mẹ tôi để hỏi cưới. Vậy sao? Vậy mẹ cô có đồng ý hay không hả? Sao anh lại căng thẳng như vậy? Tất nhiên là mẹ tôi không đồng ý rồi. Nhưng cha tôi nói đã đụng chạm tới tên xấu xa đó, sau này khó mà được yên thân, chắc phải dọn đi khỏi đây. À đúng rồi, anh... Còn anh thì sao? Có phải anh muốn ở lại đây hay không? Thật ra cô không cần phải sợ, không cần bỏ đi. Tại vì tôi chính là Trần Thông Chủng. Không ngờ anh lại đến đây hẹn hò với con nhỏ làng chài này. Hả? Không ngờ Trần Thông Chủng cũng thích chơi trò vụng trộm đó. Hắn hàm vui thôi. Anh ấy cũng biết Trần Thông Chủng là kẻ hám gái mà. Nhưng không ngờ hắn lại thấp kém đến nỗi tán gái làng chài. Không phải đâu, hắn hâm tiện lợi thôi. Mấy người nói đủ chưa vậy? Sao hả? Thì ra anh là Trần Thôn Chủng. Thật ra tôi là Trần Thôn Chủng. Nhưng mà tôi... Anh đừng có nhưng mà nữa. Anh gạt tôi. Hả? Tiểu ngư cô nương, cô nghe tôi giải thích đi. Đáng đầy, vậy là hết rồi. Có phải mấy người muốn ăn đòn không? Sao hả, giận tôi à? Đánh tôi đi hả? Đánh đi. Được. Cây chứ gì hả? Tôi có nè, anh giỏi, đánh đi. Tôi không phải vì có cây mà đánh anh. Thậm chí tôi còn muốn giết chết anh nữa. Anh có giỏi thì đánh tôi đi. Không dám đánh là đồ hàng. Em ước mơ được đánh, được đánh vào đầu. Chết nè. Người chết nè. Đáng đời lắm. Ông xã, anh có sao không vậy? Trần Thông Chủng đã chết người rồi kìa. Đúng là nằm im tại chỗ đó, chẳng lẽ chết thật sao? Bà đi báo chồng cô biết đi. Dạ, đi mau. Anh coi chừng chồng tôi giùm nha, tôi đi báo toàn bộ. Đi. Báo toàn bộ, đã chết người. Có nhiều chuyện như vậy, chết cũng đáng đời. Sao lại đánh tôi? Người giả vờ chết hả? Bớt người ta. Chết đi cho rồi. Bớt đừng
Nghi Trang rồi. Có phải cậu ấy đánh chết Long Khùng không? Đúng vậy, đúng vậy. Chính hắn đã ra tay. Anh cũng nhìn thấy. Ông sẽ làm chứng cho tôi. Nè, tôi chỉ đập nhẹ lên đầu của hắn một cái thôi. Tôi đâu có giết người đâu. Ông còn chối hay sao? Ông đánh chồng tôi nằm chết cả chỗ nè. Ông chú à. Cát à, mày cứu tao. Long Khùng chết queo hả? Ừ. Cha ơi, cứu con với. Không tin anh qua xem đi. Tôi không cần phải ước mạnh như vậy. Tôi xem hắn có phải chết hay không. Đúng rồi, chết thiệt rồi. Ông xã, anh diễn xuất hay thật đó. Tôi đã khám nghiệm, hắn đã chết thật rồi. Vậy sao? Ông xã, anh chết thật sao? Anh đừng làm em sợ nha. Ông xã, ông xã. Ra tay giết người, phạm nhân nhân chứng đều giải về nhà môn hết. Cha ơi, con vô tội mà. Cha ơi, cứu con với cha, cứu con. Ủa, khúc cây này lạ quá ta. Khúc cây này chính là hung khí, là vật chứng đó. Ủa, nếu khúc cây này là vật chứng thì phải mang luôn đống đồ gánh này về. Nó cũng có thể là hung khí. Ừ, được, mang luôn số đồ gánh này về. Dạ, dạ. Nhớ khiêng luôn xác chết nha. Dạ. Cậu hay. Vậy tính sao cậu? Tên này trông lạ lắm. Tại sao lại như vậy được? Im lặng, quyền trưởng đại nhân đến. Dạ, Trần Thôn Chủng lên đây. Nè, Phương Trạng Sư, dù muốn dù không, ông cũng phải cáo buộc tên hung thủ đó. Nếu không, tôi sẽ phanh phui tất cả những gì ông đã dạy tôi. Mắc mớ gì tới tôi chứ? Chắc không mắc mớ đến ông. Nếu ông không bày ra chuyện này, chồng tôi đâu bị Trần Thôn Chủng đánh chết đâu. Cha ơi, cha. Đồ ăn hai mà. Cha con vô tội mà. Con vô tội, con mới giết người. Con chỉ lấy cây đập nhẹ vô người của tên Long Khùng đó thôi. Con đâu có ngờ hắn lại yếu ớt như vậy. Ê nè, Cát à, mày nhớ kêu oan cho tao đó. Ai cho cậu nói? Hả? Thầy Liêm. Dạ. Báo cáo quyền trưởng đại nhân, qua kết quả nghiệm thi đối với nạn nhân, tôi đã xác định nạn nhân bị giật cứng như cây, đập lên đầu, trọng thương rồi chết. Trần Thôn Chủng à. Trần Thôn Chủng à, cậu nhỏ con như vậy lại bạo lực hơn ai cả. Một con người khỏe mạnh vậy mà cậu có thể đập chết người ta. Cậu đúng là quá tàn nhẫn. Tôi không có. Không có hả? Phản đối. Đại nhân, tuy nhân chứng đã chứng minh Trần Thôn Chủng lấy cây đập lên đầu của thằng Khùng, nhưng mà không đồng nghĩa với việc Trần Thôn Chủng giết người. Trần Mộng Cát, không phải vụ nào cậu cũng có thể nói có thành không, nói không thành có. Lần này Trần Thôn Chủng đánh chết Long Khùng, ha, có cả nhân chứng và vật chứng. Ha, truyền nhân chứng. Quyền trưởng đại nhân, tối qua tôi nhìn thấy Long Khùng bị Trần Thôn Chủng đuổi theo đánh. Lúc đuổi theo đến cửa kho hàng á, Trần Thôn Chủng đập vào Long Khùng và Long Khùng chết ngay tại chỗ. Giờ anh ấy nói anh ấy chết rồi. Nói tiếp đi, sau khi chết rồi sao? Cô ấy đi gọi tuần bộ. Lúc tuần bộ đến khám nghiệm, phát hiện nạn nhân đã chết. Lúc đó thì ngoài tôi ra còn có anh Cường đây và anh Trung ở đó. Dạ phải, chúng tôi thấy có chuyện xảy ra liền đi báo cho ông Cố biết. Phải đó, lúc chúng tôi trở về thấy Phụng Khùng ôm chặt Long Khùng khóc. Còn tuần bộ thì bắt Trần Thôn Chủng. Lúc đó hả, Trần Trạng Sư cũng có mặt nữa mà. Được, tôi ở đâu không quan trọng. Phụng Khùng, lúc đó cô ở đâu mới thực sự quan trọng. Sau khi Long Khùng bị Trần Thôn Chủng đập chết, tôi lập tức đi báo tuần bộ. Ủa, cô không cần phải lại, cô biết chắc Trần Thôn Chủng đã đập chết Long Khùng mà. Chà, tại sao cô không tìm cách cứu chồng mình vậy? Tôi đâu có ngờ chuyện đó lại xảy ra như vậy. Không lý nào. Hả? Chồng của mình bị người ta đập vào đầu, cô không cứu chồng, cô không tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra, lập tức chạy đi tìm tuần bộ liền à. Phản đối. Bây giờ là đang xét xử tại sao Trần Thôn Chủng lại đánh chết Long Khùng, chứ không phải là tại sao Phụng Khùng mà bỏ đi tìm tuần bộ. Phải đó. Bà con gặp nạn đi tìm tuần bộ là chuyện đương nhiên thôi. Đúng vậy, nhưng tôi cảm thấy cô ấy đi tìm người chứng minh Trần Thôn Chủng đập chết Long Khùng thì đúng hơn á. Tại sao cô ấy phải làm như vậy chứ, thiệt tình à? Tại sao khi không Long Khùng lại cầm khúc cây đi tìm Trần Thôn Chủng làm gì chứ? Tại sao Long Khùng lại cầm khúc cây thì chỉ có cậu ấy mới biết thôi. Nếu cậu thích á, cậu có thể xuống âm phủ hỏi cậu ấy kìa. Tôi biết đây là khổ nhục kế. Long Khùng cầm khúc cây đi tìm Trần Thôn Chủng, chọc giận Trần Thôn Chủng, mong Trần Thôn Chủng đập vào người của hắn. Sau đó Phụng Khùng đi báo tuần bộ, mục đích chính là một tống tiền của Trần gia.
Đúng rồi đó. Vậy tại sao Long Khùng lại cầm khúc cây? Chúng ta không ai biết. Nhưng mà bây giờ bây giờ thì Long Khùng đã chết rồi. Để lại sự thật không gì thay đổi được. Nín đi má. Nín đi ông nội. Nè Trần Mông Cát, cậu không nên nói chuyện không đâu vào đâu đánh lạc hướng mọi người. Tôi cũng biết Trần Thôn Chủng không có ý định đập chết Long Khùng. Nhưng mà vậy, tội ngộ sát là không chạy khỏi đâu. Đại nhân à, ngài nói như vậy cũng đúng thôi. Giết người phải có hung khí chứ. Vậy khúc cây đâu? Nè, nè, mấy khúc cây này mang về từ hiện trường xảy ra án mạng. Vậy có ai nhớ là cây nào không? Hả? Chắc Phong Khùng nhận ra được. Tại vì chính hai người đã mang theo mà. Thì cây ở ngay chính giữa đó. Trên cây có cột vải đỏ. À, là cây này phải không? Mấy anh có nhớ lộn không? À đúng rồi, chính là cây này đó. Là cây này hả? Dạ, đúng rồi, đúng rồi. Vậy đúng rồi. Cây bự như vậy, không còn gì bàn cãi. Nếu phạt ông ấy 50 đồng tiền bạc và 2 năm tù giam là may cho ông rồi. Tôi nghĩ nên bóc bản ra, bóc bản. Trần Mông Cát, cậu làm gì vậy? Chứ cậu làm gì vậy? Làm gì vậy hả? Không nên căng thẳng, không nên căng thẳng. Thật ra tôi chỉ muốn làm thử cho mọi người xem. Tôi đập lên đầu ông như vậy nè. Cỡ như voi cũng chết nữa, đúng vậy không? Nhưng mà tại sao Trần Thôn Chủ không bị sao? Cứ như là gãy ngứa vậy. Tại sao như vậy chứ? Đau lắm đó. Đúng vậy, đúng vậy. Tại sao tôi đập ông ấy như vậy? Ông ấy chỉ thấy đau mà thôi, mà không bị chết. Tại sao Long Khùng bị một cú liền thẳng cẳng vậy? Lý do tại sao? Lý do rất đơn giản. Tại vì cây này được làm bằng cao su của Mã Lai. Nhìn bên ngoài á, nó cứng dữ lắm à. Thật ra đập vào người rất là dễ chịu. Nó chỉ đập người ta thấy đau thôi, không thể chết được đâu. Đúng rồi. Tôi đã nói với cô rồi, cái cây này á chỉ dùng để đấm bóp mà thôi, không chịu nghe tôi. Vậy tại sao chồng tôi lại chết? Hỏi Phương Đường Kính làm sao biết? Ông ấy có ở hiện trường đâu. Phải hỏi người ở hiện trường mới biết được, đúng không chú Quý? Chuyện gì vậy chú Quý? Sao mặt chú tái quá vậy? Bị trời nóng nực thôi. À, lúc bấy giờ Phụng Khùng đi báo tuần bộ, còn anh Trung và anh Cường bỏ đi Trần Gia báo tin. Lúc đó thì chú đang làm gì? Coi chừng Long Khùng. Vậy Long Khùng đang làm gì? Hắn nằm dưới đất chứ đâu. Hắn nằm dưới đất làm gì? Làm sao biết hắn nằm dưới đất làm gì? Cậu nghi ngờ tôi hả? Tôi không có nghi ngờ chú. Tôi nghi ngờ có người ra tay nhằm giá họa cho người khác. Cậu nói như vậy á là nghi ngờ tôi đập chết Long Khùng chứ gì? Còn có bằng chứng sao? Tại sao chú lại nói như vậy? Có gì đâu phải sợ. Bộ có tật giật mình hả? Ủa, sao chân của chú lại run dữ vậy? Có phải tối qua dùng lực quá mạnh cho nên bây giờ chưa lại sức không? Tại tôi có tật run chân. Tôi còn nói khúc cây này không thể đập chết người. Nhưng ai biết được lúc đó hắn té xuống có đập đầu xuống đất mà chết không? Tôi giúp ông chú xin đường sắp chết thôi. Cậu định đổ lỗi cho tôi hả? Tuy là tôi làm thuê á, nhưng mà không dễ hiếp đâu. Cậu có bằng chứng không? Tôi có thể làm chứng. Tiểu ngư cô nương. Cậu hai, tôi tìm được tiểu ngư cô nương rồi. Cô nói cô đã chứng kiến mọi chuyện xảy ra đó. Sao cô đến trễ vậy, làm tôi hết hồn. Cô có thể làm nhân chứng hả? Cô đã nhìn thấy những gì? Tôi đứng trên thuyền, nhìn thấy trên bờ có hai người đánh lộn. Có người đàn ông cầm cây gậy đập liên tục lên người đang nằm dưới đất. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của tôi. Hôm đó tiểu ngư cô nương nhìn thấy tôi và ông chú đang trò chuyện trên bờ. Do đó tôi nghĩ tối qua cô cũng sẽ nhìn thấy chuyện gì xảy ra ở trên bờ. Tiểu ngư cô nương à, cô hãy nhìn xem ngay trên con đường này có người mà tối qua cô nhìn thấy hắn đánh người đang nằm dưới đất hay không? Ê, là ông này nè. Cô nói bậy à. Khuya như vậy cô không đi ngủ mà đứng trên xuồng làm gì? À tôi biết rồi, cô quen Trần Thôn Chủng. Cô thông đồng với hắn nói dối để buộc tội tôi chứ gì? Tôi nhìn lên bờ là gì? Là gì? Tôi nhớ là lúc chúng tôi mới quen nhau. Tôi rất mong được gặp lại anh chàng cu ly trên bến cảng của ngày nào. Nói chung là nếu các người không tin thì có thể kiểm tra trên chân của ông ấy. Tại vì trước khi nạn nhân chết đã cắn chặt vào chân của ông ấy. Người đâu? Kéo quần của hắn lên xem. Ồ, đại nhân, đúng là có dấu răng đây rồi. Thả tôi ra. Thả tôi ra. Tôi nhận ra ông rồi. Ông là ông chủ mã mà năm xưa bị chúng tôi làm cho tan nhà nát cửa. Không không, hai vợ chồng cô hại tôi bị phá sản. Tôi muốn trả thù từ lâu rồi. Phải, chính tôi đã đập chết ông Khùng đó. Ông cố à, tôi xin lỗi ông. Lẽ ra tôi định đập chết Long Khùng xong, tôi sẽ đuổi theo giết chết người đàn bà này luôn.
Sau đó tôi sẽ đứng ra tự thú. Tôi không muốn đổ tội cho cậu hai đâu. Cậu thật là quá đáng mà. Cô kia, cô có biết không, không phải chỉ mình tôi muốn giết cô đâu. Người đâu? Dạ. Nhốt hắn vào trong tù. Dạ. Đại nhân, mọi chuyện đã sáng tỏ, ngài thả người đi. Quan hô ông xã. Bảo cái gì cô đi, nhanh lên, nhanh lên. Tiểu người con nương. Tiểu người con nương đâu? Tiểu người con nương. Con ơi, trễ giờ rồi. Tiểu người con nương. Ông chủ à, thuyền của tiểu ngư cô nương quẹo một vòng rồi biến mất tiêu, không thấy nữa. Tiểu ngư cô nương, sao cô không chờ tôi vậy? Thố canh này là do tiểu ngư cô nương để dành cho tôi đó. Chứng tỏ tiểu ngư cô nương vẫn còn thương ông lắm. Tại sao cô ấy phải bỏ đi chứ các ạ? Hỏi cô ấy mới biết được. Có phải tiếng tâm của ông không tốt? Nếu ông có thể sửa đổi, không chừng cô ấy sẽ trở về. Sao con lại biết vậy? Là phụ nữ với nhau, dựa vào trực giác. Tôi thề sẽ cố gắng. Chuyện đã xong rồi, cô đừng bám theo tôi như vong hồn nữa có được hay không? Không phải đâu, Phương Đường Kính. Ngoài đời có nhiều người muốn lấy mạng của tôi. Dù muốn dù không, ông cũng phải nghĩ cách để bảo vệ tôi. Nếu không tôi sẽ nói cho mọi người biết chính ông bà chuyện đó hại chết chồng tôi. Ông nhìn xem, bên đó có người nhìn tôi, hắn muốn giết tôi kìa. Phía sau cũng có nữa. Trời ơi, tôi giáng xin cô mà, cô tha cho tôi đi, tha cho tôi đi. Ông bà giúp tôi, ông giúp tôi đi. Đừng lên. Ai cứu tôi với? Ê, Phương Đại Sư à, ông là vua mua mẹo cũng phải chịu thua hắn, ông mau thoát khỏi đây đi. Tên kia, đứng lại. Phương Đại Sư, Phương Đại Sư. Ông chú à, thấy ông ăn ngon miệng như vậy hình như hết đau buồn rồi ha. Chuyện tình cảm đó sao không có đáng gì hết. Người ta nói tình cũ không đi, tình mới không đó. Huống hồ à, tiệm lúc qua ở đầu ngõ nhà tao cũng có một cô gái á, cô ấy rất đẹp, đẹp quá trời quá đất luôn á. À, ông chú à, ông muốn nhờ cậu hai nhà tôi nghĩ cách giúp ông cô gái phải không? Sai rồi, sau này tao thề sẽ không nhờ cậu hai của mày giúp tao nữa. Vậy là đúng rồi, một lòng một dạ chờ tiểu cô nương trở về. Không phải như vậy, tôi cho rằng tôi đủ khả năng để giành lấy tình cảm của tiểu ngư cô nương. Tại sao phải tốn thêm một đồng tiền bạc cho nó để giành xài không sướng sao? Thôi tao đi tắm đá này ha. Anh nghĩ ông chú đi lâu như vậy liệu có thành công không? Các anh cứu tao, cứu tao. Trời ơi.